cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Thế Thanh xin chào mừng quý vị và các bạn đang trở lại với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân Dance Your Fat Off. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thi tiếp theo của một bạn thí sinh có vóc dáng mảnh mai, thậm chí gầy hơn cả Hồ Ngọc Hà. Nhưng mà cứ lâm một cơn bạo bệnh mà chăm sóc quá liều là cân nặng sẽ tăng lên một cách không kiểm soát. Và thí sinh sau đây có tuổi cao nhất trong số 12 bạn. Chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ Thùy Trang. Mình tên là Nguyễn Thị Thùy Trang, năm nay mình 31 tuổi. Hiện mình đang là diễn viên của sân khấu kịch. Hồi nhỏ lúc mà mẹ sanh Trang ra đó, thì Trang chỉ có 2,3 kg thôi. Thì mẹ mới cho uống thuốc bắc nè, uống sữa pha mật ong, còn cho ngậm sâm để cho dễ ngủ rồi dễ ăn. Nhưng mà mọi thứ nó đều vô vọng hết trơn á. Tới năm lớp 10, khi mà mẹ ngưng hết mấy việc đó lại thì tự nhiên á, phát mập ra, mà nó mập không kềm chế được luôn. 40 mấy rồi lên 50 mấy rồi lên một cái vèo. Bây giờ mình gần 100 kg luôn. Mẹ dẫn vô một cái shop đồ á, hai mẹ con nó chỉ một cái áo rất là bự, cô chủ đem xuống mặc vô thử, vừa khép lên nó là một cái rẹt. Cho nên là Trang quyết định là học cách may để có được những bộ đầm như người ta. Trang bắt đầu quen bạn, nhưng mà được một thời gian thì vô tình á là Trang nghe được cái câu nói từ phía gia đình của bạn á: mày nghĩ sao mà mày quen với con nhỏ đó, nó bự như vậy, nó không có xứng. Và từ đó mình chia tay, tự trách mình, tự trách bản thân. 4 năm nay chỉ muốn ở với mẹ. Trang lúc nào cũng nghĩ tại sao mình không ốm lại được một chút, không đẹp hơn một chút. Thì mẹ có nói là: có bao giờ con giận mẹ không? Có bao giờ con thấy là tại mẹ mà con như vậy hay không? Mẹ cũng tự trách mình vì mẹ bồi bổ con quá nhiều để con bự như ngày hôm nay. Nhưng con chưa bao giờ trách mẹ. Con muốn mẹ biết được là con luôn yêu mẹ, yêu rất rất nhiều. Con quyết tâm theo chương trình này con sẽ giảm được 35 kg. Fighting! Bài biểu diễn của Mạnh Huyền và thí sinh của chúng ta bạn Thùy Trang, thưa quý vị. Anh John thấy sao ạ? Thì anh thấy rõ ràng em là một diễn viên. Vì trong cái bài này, cái gương mặt của em đó, em diễn tốt, rất là sáng. Nhưng anh cần cái động tác của em sáng luôn. Nó có một cái động tác anh thấy rất là ấn tượng là lúc em bưng quyền đó và quăng 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 quăng, xong em thả xuống, em rớt xuống luôn, đúng không? Không có gọi là rớt, dục luôn. Dục luôn. Một cái vấn đề nữa là cái bài này nó rất là máu lửa. Và cái nhạc nó rất là thu hút. Nhưng mà chừng nào anh xem cái bài nhảy, anh có cảm giác hơi hụt hẫng. Có nghĩa là âm nhạc lại sôi nổi hơn những gì diễn ra trong tiết mục. Đúng rồi, đúng rồi. Thì em phải máu hơn, mọi thứ phải tốt hơn. Hà nghĩ sao? Em thấy được mà. Đâu có đến nỗi là không được, được đâu. Được. Phần nào có điều được? Gì nè, cái sự duyên dáng thì có. Diễn xuất. Vui vẻ, làm cho mọi người ta chú ý. Nhưng mà khi em làm người ta chú ý quá nhiều đó, bắt đầu người ta soi, thì em bắt đầu kỹ hơn. Vì là cái idea, cái ý tưởng mà đưa ra những động tác khó là có,
nhưng mà cái phần thực hiện ấy, là không có đủ 100%, do là cái cơ thể của mình nó không kịp đủ nhạy đủ nhẹ để mà mình chung đủ cho tất cả những cái sự linh hoạt đó, cho nên là cái những cái động tác nó bị mờ hết, nó chỉ làm đạt ở mức độ dễ thương. Dạ vâng, đó là dễ thương. Còn Hồ Ngọc Hà thì sao? Dễ thương và đủ quyến rũ mọi người nhìn vào cái bài nhảy này của mình. Cái lợi thế đó là diễn xuất tốt, cho nên là lấp liếm được một phần là những cái bước nhảy. Và điều quan trọng là hai người thể hiện được cái sự thông minh trong cái cách mix nhạc lại, ghép lại nhiều cái bài nhạc lại với nhau, cộng lại từng cái tí đó một, thì Hà nghĩ rằng là bài này khá ổn và không đến mức mà bạn phải quá buồn đâu. Nói chung là rất là tuyệt vời. Bạn thể hiện ngày hôm nay đã được 2 trong 3 người ủng hộ bạn, là tôi thấy là có cái khả quan rồi. Nếu như quý vị và các bạn yêu thích tiết mục này, hãy bình chọn BN khoảng cách 5 và gửi về 8369 nhé. Và chọn trước đi. Em để Hà. Để Hà đi. 6. Khen quá mà 6 ha. Anh Hưng. Đó, cũng khen quá, 6 luôn cho anh. Đâu khen quá đâu. Thì đó, chê 5 là đúng rồi. Tôi một là mình cỡ đó thôi. Lần sau chinh phục anh Đàm, anh kết mô đen em rồi. Ok. Điểm trung bình từ giám khảo dành cho bạn là 5,7. Mời bạn về cân. Cân nặng ban đầu của Thùy Trang là 96kg. Hiện nay cân nặng đó là 92,6kg. Số cân giảm được là 3,4 kg. Quá tuyệt vời. Tương đương với 3,5%. Và tổng điểm dành cho bạn là 9,2 điểm. Chúc mừng. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.